cái tip đấy khiến cho chẳng hút hồn. Thôi tôi nói đi thôi, chứ còn chúng ta cộng đồng ở đây, chúng ta là những người phụ nữ chị em thức tỉnh mà, chúng ta không cần hút hồn, nhưng rõ ràng là chúng ta muốn bản thân mình cuốn hút hơn cho mắt của chàng. Thì đây là những cái tips cho buổi hẹn hò ha. Đầu tiên, trước hẹn ấy thì đừng có texting quá nhiều, trời ơi con gái dễ rơi vào cái bẫy yêu qua qua mắt, yêu bằng đọc text, và những cái điều đấy nó rất là ảo. Thế nên là điều đầu tiên ấy, trước khi hẹn hò, sau kiểu những 3 buổi hẹn đầu ấy, thì hãy text ít thôi, và để cho anh ấy gặp mặt thường xuyên hơn, gọi điện thường xuyên hơn, và có những cái nỗ lực thể hiện được là anh ấy mong muốn gặp bạn hoặc là set up những cái buổi hẹn với bạn nhiều hơn. Điều thứ hai nữa là have fun, be free, speak your mind. Trong cái buổi hẹn đầu tiên ấy, hãy để cho bản thân mình thực sự thoải mái, để cho cơ thể của mình thả lỏng, và nói gì trong suy nghĩ của bạn không có nghĩa là nói chuyện vô duyên, không có nghĩa là kiểu thử tất cả mọi thứ người ta đưa cho, được không ạ? Cũng không có nghĩa là lên giường ngay lập tức, nhưng mà have fun, be free, speak your mind, tức là hãy là chính bạn và để cho bản thân của mình tận hưởng cái trải nghiệm đấy, và biết được là yeah, đây chỉ là một cái buổi hẹn thôi, không có nghĩa là tôi phải cam kết với cái người này cả đời, cái đây không phải là cái buổi gặp mặt để kiểu ký cam kết. Thế nên là đây là không gian và cơ hội để tôi biết thêm một cái người lạ và có thêm một người bạn chẳng hạn, nó sẽ giúp cho bạn thả lỏng hơn cho cái buổi hẹn đấy. Điều tiếp theo nữa là hãy học cách flirty, chứ đừng có nói chuyện cách nghiêm túc kiểu Q&A, kiểu em ăn gì, ăn steak, steak kiểu gì nhỉ, medium rare, sốt gì, sốt nấm. Đấy là kiểu học bài và trả bài. Chứ còn flirty tức nghĩa là bạn có cái khả năng có thể đưa ra những cái câu nói khiến cho anh ấy dẫn dắt cái mối quan hệ hoặc cái câu chuyện để đến những cái điều tiếp theo hơn. Em muốn ăn gì? Em muốn ăn pizza có dứa, trời ơi cái món đấy là cái món em mê nhất từ hồi bé đến giờ, từ hồi bà em dẫn em đi ăn ở cái tiệm này tiệm kia. Thế à, thế lúc đấy là anh còn những thông tin gì ạ? Bà em này, pizza dứa này, dù tuổi này em đã thích cái món này rồi, em thích vị chua này chẳng hạn như thế. Đấy là anh có tận thêm 4 phương hướng để có thể mở ra cái cuộc đối thoại và nói chuyện đào sâu hơn cũng như là thú vị hơn với bạn rồi. Flirty nó nằm ở cái việc đấy, chứ không phải là bạn mặc đẹp rồi bạn mặc hở hang hay là kiểu bạn cứ nhô hết cả ngực cho người ta xem. Nói đùa vậy thôi, chứ đây flirty tức nghĩa là việc bạn có cái khả năng dẫn dắt câu chuyện rất là duyên dáng và giúp cho người ta điều chỉnh được cái phương hướng nói chuyện tiếp theo và mở ra những cái yếu tố nói chuyện thú vị hơn. Điều cuối cùng, cười, và cười thật là nhiều, bởi vì qua cái nụ cười anh ấy biết được là bạn thực sự tận hưởng cái trải nghiệm này và bạn mở lòng với cả anh ấy, và đồng thời đàn ông sẽ cảm thấy như là mình làm cho cô ấy vui, cô ấy hạnh phúc ấy. Nó giống như là ghi những cái điểm win nhỏ nhỏ bên trong lòng ấy, và họ càng ngày càng muốn ở cạnh bạn nhiều hơn, và anh ấy cảm thấy là tự tin là mình có thể có khả năng làm cho cô ấy vui vẻ, thì anh ấy sẽ càng ngày càng muốn ở bên cạnh bạn nhiều hơn, và buổi hẹn tiếp theo sẽ luôn luôn là ngay lập tức. Bởi vì anh ấy biết là cô gái này quá thú vị, quá cuốn hút, và anh ấy muốn tìm hiểu hơn về bạn. Cái điều cuối cùng ấy là để kiến tạo một cái kết nối thực sự trọn vẹn ấy, thì hãy để cho bản thân mình kết nối với tính nữ nào. Có những cái tip sau mà hay dùng đấy là chạm vào đồ vật này, để cho 6 giác quan của mình được cảm nhận từng cái đồ vật này, lạnh nóng hay là thô ráp hay là mềm mại, và để cho bản thân mình thực sự thả lỏng vào cái ghế ngồi, thực sự dựa vào cái ghế đấy, và để cho anh ấy vươn về bạn nhiều hơn khi nói chuyện, thì lúc đấy cái năng lượng của sự thu hút em sẽ luôn hướng với bạn nhiều hơn. Đừng quên là hãy để cho bản thân của mình có những cái buổi trò chuyện thú vị và flirty, thay vì là cái Q&A rất là nhàm chán. Cái online dating game changer trong đó có những cái subtle flirt, mình có đến hàng chục cái câu chuyện thú vị bên trong đấy, mình đã giới thiệu cho các bác cô gái, và các cô gái đã có những cái buổi hẹn thực sự rất là tuyệt vời, và càng ngày càng gặp những cái người alpha man càng ngày càng xịn hơn. Inbox cho team của mình nha, để thay đổi hoàn toàn cục diện của trò chơi của hẹn hò và biết được là bản thân của chúng ta cuốn hút đến như thế nào, và có những cái trải nghiệm hẹn hò thăng hạng nhất trong cuộc đời độc thân của chính bạn.